kênh Cần Thơ Ký Sự. Chào mừng quý bà cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Lời nói đầu tiên chúc sức khỏe quý bà cô chú anh chị. Thì kênh hôm nay cũng ở góc đường của 34 ghi hình lại cái không khí sưng, không khí Tết ha. Các loại dưa hấu nè đó. Rồi hoa kiển Tết. Nói chung là nhận thấy là đầy đủ hết trơn nha cô chú anh chị. Hàng về phong phú luôn ha đó. Quá trời dưa luôn. Rồi ngay cái góc đường này nè cô chú anh chị, có bán bông nè. Đây là cũng để đây là hàng sắp tới về đó. Bông ha, hoa kiển Tết. Nói chung là khá nhiều luôn, cạnh đường luôn. Đó. Hoa kiển Tết nha cô chú. Một điểm bán hoa Tết, hoa sưng của thành phố Cần Thơ. Đầy đủ loại luôn. Rồi mình đi tiếp nha, ngay chỗ sở tư pháp. Đối diện với cái Vincom đó cô chú, dễ tìm á. Đây có bán loại cái loại hoa giấy nè, trời quá trời màu sắc luôn. Màu sắc quá xá luôn cô chú ơi. Hoa giấy. Nói chung mà cái đoạn đường xuyên 34 này thấy những cái dưa nè, bông hoa rồi bắt đầu nó xôm tụ lắm, vui lắm. Nói chung là khá là vui nhộn. Hoa kiển Tết nha quý cô chú anh chị. Ngay góc đường luôn, cạnh đường luôn, mình vừa coi rồi mình vô ghé mua luôn cũng được. Nói chung là khá thuận tiện. Đầy đủ loại bông hoa luôn. Chung thì ban đêm thì nói chung ánh sáng không bằng ban ngày. Nói chung là ban ngày thì nắng nóng nhưng ban đêm thì mới có khách đi mua. Cúc luôn. Gian hàng của anh giá một chậu cúc là nhiêu? Rồi này loại bự này 1 triệu. Loại bự này 1 triệu. Mới bán 1 triệu cặp đó. Cặp quá trời, thấy còn nó bề thế của anh. Còn loại nhỏ 600. Nhỏ thì 600, vậy là ở đây của anh có hai loại giá, hai mức giá ha. Rồi. Cúc quá trời nè. Trời ơi. Vô gió kìa, quay trong đó kìa. Quá xá luôn. Chậu đó kìa. Đó. Cô ảnh loại này loại tiễn không á, gì sao anh? Hay là do mình trồng kinh nghiệm, nhà vườn kinh nghiệm hay sao? Không, nó trồng mỗi năm thì cũng trồng cũng vậy à. Dạ, thấy đi dài sao thấy cái loại này ở đây nó bung tàn quá trời đã nè. Lớn không nghe bà con, loại này hàng tiễn không nghe. Về chắc bề thế lắm rồi nghe. Rồi nguyên dãy này của anh là bông giấy luôn hay sao? Bông giấy luôn. Đó. Nhiều màu sắc ha. Dễ chơi. Một chậu giấy này khoảng nhiêu tiền anh? Nó tùy loại từ 2 triệu tới 6 triệu. 2 triệu, 6 triệu, đủ màu sắc ha. Rồi, ok, cảm ơn anh nhiều ha. Rồi, ok. Quá xá rồi bà con ơi. Cúc, các loại cúc. Rồi, thấy có mai luôn. Rồi, khu vực này bưởi da xanh có niêm yết giá luôn ha. Trời ơi, dữ quá. Niêm yết giá luôn trời. Rồi, một điểm bán bưởi nha cô chú anh chị. Đó, cái gian hàng bưởi nè nha. Đó. Bưởi da xanh 30.000 ký. Rồi cặp đường luôn bà con ơi, luôn là quá xá bông rồi, bông kiển Tết. Những cái gian hàng về đêm ha, nói chung là không khí mát mẻ. Thì cô chú anh chị ở địa bàn Thơ mua sắm khá là nhiều luôn. Ban ngày thì nắng nóng, những cái video mình quay với Bến Kiều đó, với nắng nóng. Giờ ban đêm mát, cô chú anh chị đến mua sắm cũng nhiều ha. Đang mua đây.
phá luôn. Qua kiển Tết ở đường 30/4 nha cô chú chị. Nguyên cái dòng xoay này cũng khá nhiều. Rồi ở đây thì qua giấy ha, qua giấy. Thành cái lộ xe luôn cô chú ơi. À, đường 30/4 ha, qua giấy. Đây cái điểm thường xuyên này bán qua giấy khá là đẹp ha. Dạ đủ màu sắc ha, quá xá luôn. Nói chung là cạnh đường 30/4 cô chú. Chị chậu gì nhiêu chị? Một chậu gì nhiêu tiền á? Mua 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 một chục chậu thiệt. Nó vẫn chơi vậy. Nói chung là có nhiều chủ hàng thì người ta vui vẻ, người ta ra người ta báo giá, còn nhiều người ta cũng không biết cái loại hình mình ghi hình làm gì đó nên ta cũng không báo giá, giống như người ta cũng phớt lờ, không có nhiệt tình thì cũng thôi đi luôn. Mình cũng quay đi giới thiệu thôi. Rồi dài dài khu vực này nghe quý ông bà. Vô đường Trần Nhân Hoài đó, ngay 30/4 vô đường Trần Nhân Hoài, đoạn đường này cũng có qua kiển Tết luôn ha. Đây cũng khá nhiều đây, bông đồ khá đầy đủ luôn, các loại bông. Phong phú đa chủng loại, các loại luôn. Gian hàng của chị phải không ạ? Dạ. Hôm nay mình bán được nhiều chưa chị? Tạm ổn ha. Hôm nay mới 23. Dạ. Thôi, anh cũng quay phim em nha. Không. Ở tiếng thôi, tiếng thôi. Dạ. Rồi, nếu mà 23. Nếu mà muốn đông thì cần phải chừng 25, 26, 27 trở lên á. Dạ. Dạ, chứ bây giờ là nó chỉ là đi coi thì nhiều. Xem nhiều mới xem. Dạ, nếu mà đi xem thì nhiều, với lại cơ quan hay hoặc là ngân hàng rồi đó. Để mua cho cơ quan thì có, nhưng mà năm nay cũng ít quá. Ví dụ như người ta coi giá rồi trước ha. Không, năm hồi mấy năm trước thì người ta coi giá thì người ta cũng mua luôn. Dạ. Mà năm nay thì hình như là người ta coi giá cũng ít mà người ta mua cũng ít nữa. À. Chị hôm nay mình vườn mình ra được mấy ngày rồi? Em mới ra ngày hôm qua là. Hôm qua. Là em ra bữa 22 đó chứ. Đúng rồi, hôm qua, 22 nay 23. Chứ bị mấy cái trận mưa quá trời chị. Dạ đúng rồi. Nó có bị ảnh hưởng gì không? Nó bị lỡ gấp hết chứ. Ờ. À. Tại vì nó mưa quá đi rồi nó bị xé nè. Xé bông. Xé bông. Xé bông lỡ gốc rồi có chậu thì không nở, có chậu thì nó nở sớm, nở muộn. Ở đây mình được mấy mặt hàng hả chị? Dạ, của em được 5. 5 mặt hàng. Dạ. Rồi, ví dụ như cái mâm sâu này khoảng nhiêu cặp chị? Dạ, cũng nhỏ lớn lắm anh. Có cặp có 200, có 300, 450, 500, có cặp bên kia 900 đó. À, nói chung là nhiều giá, nhiều dạ, lựa đúng. Chọn phải không? Dạ, đúng. Nhiều giá, nhiều lựa chọn. Cũng vừa mua với túi tiền mình lắm, nó không có nổi. Rồi ok, nói chung là vừa xài đó. Dạ đúng rồi. Vừa. Nói chung là ra không khí năm nào ở chỗ này nó cũng vui chứ ha. Dạ. Vui chứ. Anh đi bữa nay còn hơi sớm á, bắt đầu ngày mai là nó đầy luôn. Ờ à, đầy luôn, lắp đầy luôn. Dạ đúng rồi. Hôm nay anh đi cũng còn hơi sớm. Còn hơi sớm. Anh muốn cho nó đủ cái con đường này thì từ khoảng 25, 26 nó sẽ đủ hết. Còn cái này thì có những người khoảng 25 đi, khoảng 25 đi. 25 cũng chưa đủ. Sở dĩ nó như vậy là tại vì những người lô của nhà vườn người ta chưa ra. Chưa ra. Thì những nhà ở đây ra sớm ta mượn lô. À. Cho nên anh nhìn anh thấy nó thưa thớt. Dạ. À, khoảng 26 mấy cái nhà vườn người ta bỏ mối hết trơn, xong đó người ta mới đầu người ta mới ra bán. Thì lúc đó anh thấy lô nó mới đầy. Dạ.
kia, mình có quay phim hay kia thì nó mới đẹp. Dạ, phải đẹp. Giờ thấy nó vậy chứ nó làm mượn lô thì nhiều. Dạ. Đi em đi mấy cái chỗ kia buổi trưa đó, dắt que, tại nắng nóng đó. Dạ. Với bữa nay nữa nhà còn cúng kiến đó, người ta chưa có ra. Dạ đúng. Nói chung trời mát vậy nè, trời dạ. mát này dễ đi nè. Chứ mà ngày công chuyện này kia rồi nắng nóng nó ít ra. Dạ. Rồi một số cái thông tin cảm ơn chị ha. Dạ. Mong rằng chị bán đắt về sớm. Dạ. Mình nói cái này thôi chứ không có quay hình đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi, em không có quay đúng, đúng, đúng. Chỉ có cho lên bông rồi. Dạ, dạ. Bông, bông. Dạ. Ok, cảm ơn chị nhiều ha. Dạ, dạ. Rồi bà con, cô chú, anh chị nào có mua bông đến chỗ ngay chỗ góc đường Trần Văn Hoài mua giúp chị nha. Dạ. Ok. Cái lô số mấy rồi không anh? Dạ không có cái lô hả? Rồi ok. Đây, cái lô của chị đây. Cạnh cái trụ mà rút tiền Đông Á đó. Rồi ok, lại ủng hộ chị nha. Rồi. À, khách cũng đến live gai ban ngày, những cái video ban ngày đó. Hình ảnh đẹp chứ khách không có lựa nhiều nha quý cô chú anh chị. Tại vì nắng nóng dữ lắm. Còn ban đêm này thời tiết nó cũng là khá là ok, cho nên khách đến mua rồi ha. Hoa kiển qua rồi các loại tết về chân rồi. Bán nhiều chưa? Ra được mấy ngày mấy anh? 3 ngày ha. Thấy tình hình mưa gió bà con mình cực khổ quá nè. Ban đêm có ánh sáng rồi hình nó cũng đẹp ha cô chú anh chị. Đây cũng đầy đủ loại hoa kiển tết luôn. Rồi vô lựa đi mấy chị ơi. Cá nhiều loại luôn, cá đẹp luôn, về ban đêm. Rồi mình đi về tiếp một đoạn nữa quý cô chú anh chị ơi, đi dài dài thêm. Mọi người ơi, ghé mua bông ủng hộ đi mọi người ơi. Rồi gian hàng này ở đâu đây? Dạ ở Trà Nóc. Trà Nóc xuống ha. Dạ. Nhưng mà cái lô này có lô có gì không? Có cái lô của anh Thượng. À. Đặng ta biết là loại ngay chỗ này luôn đây. Lô của anh Thượng. Rồi ok, hỏi dạ. Tí nè, hỏi giá. Rồi ví dụ như đây, không bỏ đấy cho xin giá cho xin giá có đấy có đi biết giá mà em bán em biết giá mà đâu có gì đâu thì bây giờ đâu có ấy đâu đi nè anh hỏi thăm ví dụ như mình ở đây mấy mặt hàng dạng thọ còn gì nữa không? Hay là dạ dạng thọ lùn dừa dừa cao cũng có. Cao rồi. Có luôn ha. Dạ. Rồi nó có mấy mức giá được không? Dạ có giá thọ lùn thì 150, thọ dừa dừa là 200. Rồi chậm. Nhanh quá ta không nghe. Cái này là đây, loại này nhiêu đây? Dạ 150. Loại này 150. Dạ. Rồi, cao là nhiêu? Dạ cao là 200 ạ. Đây hàng 200 đây. 200 đây. Dạ, 200. Nhiều loại nhiều màu ha. Dạ. Rồi giới thiệu thêm đi. 250 là ở đây ạ. À. 250 là hàng cao ạ. 250 hàng cao. Dạ. Tiễn á, hàng dạ, tiễn. Hàng cao. Ok. Rồi cúc 250. Cúc này 250. Dạ. Một cặp á, một cặp 250. Dạ, một cặp 250 nha bà con. Rồi cái chỗ cái lô mình là ngay góc đường của Trần Văn Hoài này ha. Dạ. Rồi ghé vô lựa quẹo lựa giúp mấy em này bán nhiều á. Dạ. Có mâm xôi nữa nha mọi người qua có vậy mâm xôi vậy. Mâm xôi luôn dạ, đi có luôn. Mâm xôi. Dạ. Dạ. Có gì cứ nói lên đi nè, tao mua. Rồi, loại nào dạ. Đây? Mâm xôi này là một cặp 550 ạ. Một cặp 550. Dạ. Rồi mông gà là 250. Mông gà 250. Dạ. Nói chung là đủ giá đủ lậu dần ha. Dạ. Khá là ok cô chú. À, cái rồi giới thiệu dễ rồi, ngay chỗ báo Cần Thơ nè. Dạ. Đúng rồi, gian hàng của em là ngay chỗ báo Cần Thơ. À, dễ lựa nha, dễ tìm nha cô chú anh chị. Có giá luôn, nói chung là tham khảo giá cho cô chú luôn, giới thiệu nhiệt tình luôn. Có gì nữa không? Còn đây, gì nữa không? Đây em đang ăn trước hội phụ nữ. Hả? À cái chỗ đó hả? Đâu cái gì đâu, đọc đi. Vậy, hội liên hiệp phụ nữ. Hội liên hiệp phụ nữ là ngay dạ. Chỗ cổng luôn đó cô chú anh chị. Đó, ngay cổng luôn. Rồi hàng đang xuống phải không? Dạ hàng đang xuống thêm nữa. Hàng đang xuống thêm, bổ thêm.
bữa nay mới có 23 thôi đúng không? Không về bán cũng lai gai cũng được, bữa nay xuống thêm nữa không gai cũng mua vậy hết là rồi. Bán cũng đỡ phải không? Dạ đỡ, nói chung là khá là ok ha. Nhưng mà gờ ban đêm rồi ai ngủ ở đây giữ? Dạ em với anh em mà với thêm thằng làm ngủ giữ nha. Dạ. Nhưng mà mong rằng trời đừng mưa nha. Dạ. Mưa cái là hơi gây dạ. căng á. Chung hy vọng từ đây tới Tết bán hết lô hàng này đừng mưa nữa được rồi. Dạ. Đó, hàng đang xuống ha. Rồi em cứ bán hàng đi ha, anh dạ, cảm dạ, ơn dạ. nhiều ha. Em rồi em này tên gì em tên gì? Dạ em tên Hải. Hải ha, Hải cũng cho mình một số cái thông tin về giá cả đó cô chú anh chị. Ok. Rồi, cảm ơn Hải nha. Rồi, tiếp tục quý ông bà. Chơi. Cái này sai máy. Rồi, cũng có khách đến tìm luôn ha. Rồi, ok. Rồi, vô lựa mua mấy chị ơi. Rồi vô quẹo lửa luôn. Bông quá xá bông luôn quý ông cô chú ơi. Nói chung là ban đêm này nói chung là cái không khí xuân không khí Tết đó cô chú, dễ đi mua dễ lựa ha. Chứ ban ngày thì nói chung không khí nó nóng đó, mình đi mua đồ nói chung là khó ha. Chung ban ngày thì dễ, không khí nó mát, dễ lựa. Dễ lựa bông nha bà con. Lên TV rồi chưa rồi. Tiếp tục lên nữa. Rồi ok, cũng có khách đến nha cô chú anh chị. Ờ, mâm xôi này quá xá luôn. Quá lớn. Lộ này lộ nhất cái gì đây quá trời. Cái cặp này là giá nhiêu vậy? 600 cặp. Quá, lộ này lộ giống như lộ nhất á. 650 mà em muốn sai. Vậy hả? Trời ơi. Rồi tiếp tục đi quý bà con ơi. Quẹo lửa luôn. Quá xá rồi, bông rồi. Nguyên cái đoạn này là bông Tết quá nhiều rồi nha cô chú chị. Gian hàng của anh hả? Đó là anh mua. Đi mua ha. Của em. Vậy hả? À. Màu sắc quá thôi. Bông rất là phong phú nha quý ông bà cô chú anh chị. Nói chung giá là cũng phải chăng hợp lý, cũng không có đắt nhiều. Mình cũng hỏi thử một số cái nhà vườn ở đây ha, thì tham khảo giá thì cũng biết được là cũng không đến nỗi đắt. Nói chung là giá cả phải chăng. Nói chung là ban đêm thì mình nhận thấy thì ra mua khá nhiều, có khách lựa. Còn ban ngày thì do cái thời tiết nắng nóng đó nên cũng đi cũng khó khăn, gây ra nói chung là nắng nóng hạn chế ra đường ha.
với những cái hình ảnh chỗ đường Nguyễn Văn Cừ, đường Trần Văn Hoài này, quý cô chú đến lựa chung là rất là dễ ha, tại vì nằm cặp cái đường lộ đó cô chú anh chị. Nói chung là đầy đủ, nói chung là đủ loại hết. Cô chú đến mua sắm Tết ha, nói chung ban đêm mát, không khí mát. Ban ngày thì nắng nóng. Nguyên cái đoạn này cũng khoảng một cây số ha. Rồi ok. Đây, cạnh cái Vincom này cô chú. Cạnh cái tòa nhà. Rồi mình đi trở lại tí xíu ha. Đó. Rồi một số hình ảnh về đường qua Tết, đường qua Xuân của đường Trần Văn Hoài cho cô chú xem ha. Cũng có khách đến mua nha cô chú, ban đêm. Ok á, rồi. Rồi, mua may bán đắt nha, bán nhiều nha. Về Tết, ăn Tết sớm. Rồi. Rồi, một số hình ảnh nha quý bà. Vô quẹo lửa luôn, quý cô chú ơi. Rồi, đoạn này là 30 tháng 4 nha quý bà cô chú anh chị. Ngay đầu đường của Trần Văn Hoài là 30 tháng 4 ha. Một số hình ảnh về cập nhật về giá cả qua kiển Tết cho cô chú. Mong rằng cô chú cho một cái like video để ủng hộ cái tinh thần ha. Và hẹn gặp lại quý cô chú luôn. Chúc sức khỏe quý cô chú. Rồi, ngay cái tòa nhà Vincom nó dễ tìm lắm cô chú ơi. Rồi, ok. Ngay góc đường luôn. Rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại luôn.